Rồi. À, đây là cái camera để quay giấy ha. Chúng ta quay cái mặt của camera xuống dưới của mặt giấy này. Rồi. Còn đây là cái camera để quay mặt giáo viên của chúng ta. Đây, chúng ta cần hai cái camera trong cái phần một quay giấy này của thầy cô nhé. Nếu cái thầy cô dùng dùng laptop này thì trên laptop chúng ta đã có cái camera này rồi. Chúng ta có thể dùng cái camera này để quay mặt giáo viên luôn, chứ không cần phải tới cái này. Đấy, thì chúng ta chỉ cần một camera để quay giấy thôi. Cái thầy cô nhé. Rồi, xin chào quý thầy cô ha. Thì để chúng ta làm một cái video giảng dạy cho học sinh ấy, quay từ cái laptop hoặc là cái PC của chúng ta, hoặc chúng ta livestream dạy học cho học sinh trên nền tảng Facebook và YouTube ấy, thì chúng ta cần thiết lập hai cái phần mềm. Đầu tiên là OBS Studio và thứ hai là Logitech Camera Setting ha. Đầu tiên quý thầy cô vào OBS Studio này. Rồi, thì với lần khởi động đầu tiên thì quý thầy cô thấy là cái màn hình chúng ta nó đen thui thì nó sẽ không có cái gì hết ở đây ha. Chúng ta bắt đầu thiết lập cho nó. Thì đầu tiên là cái phần cảnh ở bên bên trái của màn hình này, thầy cô bấm vào dấu cộng ha, hoặc là thêm vào cảnh. Ví dụ như chúng ta muốn cần quay cái gì, đầu tiên là quay giấy ha, quay cái mặt giấy của chúng ta. Chúng ta bấm đồng ý. Rồi, sau khi có cảnh thì với cái cảnh này thì bên chúng ta thấy cái từ nguồn, chúng ta cần thêm một cái nguồn cho cái cảnh quay giấy này. Cái thầy cô bấm vào dấu cộng ha. Chúng ta chọn vào thiết bị quay video này. Rồi, chúng ta đặt tên cho thiết bị này, như là quay giấy, để chúng ta xong chúng ta không nhầm lẫn. Rồi bấm vào đồng ý. Và nó sẽ hiện lên chúng ta. Thì cái cô bấm vào phần thiết bị này, chúng ta nhấp vào phần thiết bị. Thì cứ thầy cô cắm bao nhiêu cái webcam ấy, thì nó sẽ hiện bấy nhiêu webcam ra nhé. Chúng ta chọn. Đây. Rồi, đây là webcam quay giấy ha. Rồi ở phần là mặc định thiết bị này, chúng ta bấm vào chọn tùy chỉnh ha. Thế là ta tùy chỉnh cái chế độ quay, chúng ta sẽ chọn mức độ cao nhất cho cái webcam của chúng ta, bấm đồng ý này. Rồi thì sau đó chúng ta sẽ kéo và thu nhỏ lại cho nó vừa cái màn hình của chúng ta ha, vừa cái khung đen của chúng ta, kéo nhỏ lại. Rồi, kéo cho nó nhỏ cho nó vừa cái khung của chúng ta. Rồi, chúng ta kéo ra. Rồi, rồi xong. Để quý thầy cô thấy là có hiện tượng là nó bị ngược đúng không? Nó bị ngược này. Như vậy thì khi đó quý thầy cô sẽ bấm vào cái chỗ quay giấy này, ở cái chỗ nguồn ha. Và nhấp phải, nhấp chuột phải này. Chúng ta chọn biến đổi, chúng ta chọn là quay 180 độ ha. Đấy, chúng ta được cái này. Thì quý thầy cô thấy là nó bị to quá đúng không? Chúng ta sẽ không không ấy được. Quý thầy cô sẽ bấm vào cái Logitech Camera Setting. Đây, bấm vào ha. Thì nó sẽ hiện lên khung này. Và thì cô nhấp vào cái phần ở phía dưới này, Logitech ở bên phía phải này, ở cái cam control là bấm vào. Nó sẽ hiện lên các webcam mà chúng ta cài đặt. Chúng ta cắm vào máy tính của chúng ta ha. Chọn đúng vào webcam của chúng ta. Rồi, tôi có bấm Advanced này. Ở đây thì cô thấy là nó có thể phóng to thu nhỏ này. Để ta có thể thu nhỏ lại ha. Thu nhỏ. Đấy, phóng to lên để cho nó vừa cái khung của chúng ta, đấy, vừa cái phần bài giảng của chúng ta ha. Rồi sau đó ở cái phần auto focus này thì quý thầy cô tắt đi. Tắt đi. Ban đầu nó mặc định là như thế này thì tắt đi này. Rồi quý thầy cô kéo khi nào mà nó rõ như chúng ta mong muốn chúng ta thì dừng ha. Đó, kéo cho nó rõ chúng ta sẽ dừng lại, không kéo nữa. Ở trên này này, cái thanh ở trên này chúng ta có thể chỉnh độ sáng tối, kéo sáng sáng ha. À, tối tùy ý chúng ta kéo ha. À, không cần sắm thêm nhiều đèn đâu, cái này nó sẽ hỗ trợ chúng ta kéo cái độ sáng tối ha. Rồi auto white thì có thể chọn tắt hoặc là để chế độ tự nhiên auto ha, tùy ý. Ở phần home HDR này cô có thể bật hoặc là tắt tùy ha. Tùy ý. Rồi chúng ta đã xong thiết đặt đầu tiên, đó là thiết đặt quay cái camera dưới giấy ha, cái màn hình giấy. Rồi tiếp theo là chúng ta cần một cái hiện là cái khuôn mặt của chúng ta dạy ở đây cho học sinh nó xem đúng không? Lại chúng ta lại vào phần cái phần nguồn này, chúng ta bấm vào dấu cộng, rồi bấm vào dấu cộng này, đấy, lại chọn thiết bị quay video. Rồi chúng ta sẽ đặt cái tên là quay giáo viên, ngay pin ta đặt thôi. Bấm vào đồng ý.
Rồi tới đây nó sẽ hiện ra cái webcam của chúng ta. Chúng ta bố trí cái webcam nào để quay vào mặt chúng ta thì chúng ta. Ở đây thì tôi chọn là C922 Pro G này. Rồi, đấy là cái mặt chúng ta đã hiện lên trên cái màn hình rồi đúng không? Ở cái chỗ mặc định thiết bị chúng ta cũng chọn tùy chỉnh. Rồi quý thầy cô cũng chọn chế độ cao nhất cho webcam và bấm đồng ý ha. Rồi, sau đó chúng ta sẽ kéo nó lại. Kéo cho nó vừa thôi. Đây là góc này, góc này tùy ý ha. Là góc bên này. Mình đặt góc này nó bị ngược ngược kìa đúng không? Đấy, thì chúng ta lại nhấp phải vào phần quay giáo viên. Bấm vào thuộc tính. Đấy, không phải. Nhấp phải vào phần quay giáo viên. Chúng ta chọn vào biến đổi này, và chọn lật ngang. Đấy, nó sẽ lật cái camera lại cho chúng ta ha. Rồi, như vậy chúng ta đã có được cái hình của chúng ta hiện lên. Nhưng mà quý thầy cô thấy là chúng ta nên trang bị là một cái phông xanh. Đấy, chúng ta nên trang bị nó phông xanh phía sau. Chúng ta kéo cái xanh xuống. Như vậy phía sau của chúng ta là một cái phông xanh ha. Bây giờ làm sao mà để cho cái hình của chúng ta nó lọt vào giữa cái phông xanh thì trên cái bàn phím ấy, thì quý thầy cô ấn cái phím Alt ha. Và chúng ta kéo cái góc lại cho nó vừa cho nó vừa cái phông xanh của chúng ta này quý thầy cô đấy à, cho nó hình chúng ta lọt vào đúng phông xanh thôi. Rồi. Như vậy là quý thầy cô thấy là cái hình chúng ta đã lọt vào cái phông xanh rồi đúng không? Lọt vào cái phông xanh rồi. Cái phông xanh này gọi là phông xanh cây hình. Quý thầy cô có thể đặt mua ha. Giá khoảng vài trăm nghìn. Rồi. Thế bây giờ làm sao mà chúng ta làm cái biến mất cái phông xanh này đi. À, làm biến mất cái phông xanh này trên cái màn hình chúng ta. Thì quý thầy cô bấm nhấp phải vào cái phần camera quay giáo viên này. Phải này. Bấm vào bộ lọc. Ở dấu cộng này chúng ta sẽ chọn vào dấu cộng này. Và chọn vào Chroma Key. À, bấm vào đồng ý. Rồi. Thì ở trên này nó chọn là tùy chọn cái màu sắc cái phòng của chúng ta, phòng màu xanh lá cây, màu xanh nước biển đỏ để tùy ý chúng ta ha. Chúng ta kéo cái thanh này. À, chúng ta kéo cái này coi. Đấy. Kéo thì nó có thể lọc và mất cái phông xanh của chúng ta. Ta nhìn trên màn hình nó quay mà nó mất vừa đẹp là được. Rồi chúng ta bấm đóng. Rồi. Như vậy là chúng ta đã có được cái hình của chúng ta được hiện trên cái bài giảng ha. Nó trong suốt như vậy. Nhìn thì nó đỡ che bớt cái tài liệu của chúng ta bớt đi à. Rồi đó là hai cái thiết lập quan trọng nhất. Rồi sau đó quý thầy cô có thể thêm vào các cái nguồn hoặc là cái từ ghi cho cái chúng ta. Quý thầy cô bấm vào dấu cộng này, bấm vào nguồn màu ha. À, bấm vào đồng ý. Rồi thì ở đây chúng ta có thể chọn nguồn màu ha, để chọn màu có thể chọn màu xanh, màu đỏ, màu tím vàng tùy mình ha. Chọn màu màu xanh này đi, đồng ý ha, đồng ý, đồng ý này. Rồi cô lại giữ phím Alt và kéo cho nó vừa với cái hình của chúng ta ha. Đấy, bấm kéo tùy ý rồi để chúng ta che bớt cái phần này đi được chưa. Bấm đọc bấm khóa lại rồi quay giao viên này để chúng ta một chút. Rồi à, sau đó chúng ta sẽ thêm chữ ha. Thêm chữ thì cái việc thêm chữ đầu tiên là thêm, ví dụ như chúng ta muốn thêm vào tên của giáo viên thì ta bấm cộng này, chọn tách à, tên giáo viên ta đặt à, bấm vào đồng ý. Thì đây chúng ta gõ ví dụ như là thầy cô, ví dụ như là cô Minh Thư, ví dụ cô Minh Thư ha, cô Minh Thư đang hot Minh Thu vậy đó. Rồi chúng ta kéo lại cho nó vừa với cái màn hình này. Để kéo lại cái giáo viên này ha. Rồi. Ví dụ vậy. Rồi, chúng ta thêm ví dụ như nó có thêm hình ảnh ha, thêm hình. Và chúng ta chọn logo của chúng ta ví dụ vậy, chọn đường dẫn ha. Chúng ta muốn cái logo của chúng ta được hiện lên ví dụ vậy. Logo cũng đang thực hiện lên chúng ta để thôi ha. Hình thì đấy chúng ta để hình thì tùy ý là ha. Extend Lipid này một hay cái gì đúng đồng ý thêm hình thêm tùy ý cũng thêm cái gì cũng thêm được hình ở đây
bạn hơi kéo để đặt ở đâu tí khóa lại rồi. Sau đó ta có thể thêm những cái dòng từ nó chữ nó chạy ở dưới đây cho học sinh nó xem hôm nay chúng ta đã học cái bài gì đó. Rồi cô là bấm vào dấu cộng chọn tách nè, tôi nghĩ là chúng ta cái đây bài giảng bài gì đó ha. Tên bài giảng rồi đấm đồng ý. Đây chúng ta lại gõ tôi nghĩ là Esther lớp 12 vậy đấy, ví dụ vậy. Nên bấm vào đồng ý rồi. Ở đây chúng ta có một cái tên này đúng không, chúng ta kéo cho nó vừa, vào cái này đó. Rồi tùy với cô có thể chọn màu sắc tùy ý mình ha. Đấy. Rồi chúng ta chọn khóa lại. Bây giờ làm sao mà ta có thể cho cái chữ nó chạy được, cô lại nhấp chuột phải vào cái chỗ cái tên đúng như ta đặt, nhấp chuột phải ha. Chúng ta chọn vào bộ lọc. Rồi bộ lọc này bấm thì cô bấm vô cộng này, và chúng ta bấm vào cái từ là cuộn. Đấy, cuộn này, cuộn đấy, bấm vào đồng ý ha. Nó hiện ra thế này thì chúng ta phải kéo thành ở phía trên thôi cô ha, để nó có thể chạy qua phải đấy. Chúng ta kéo này, ta kéo càng nhiều thì nó chạy càng nhanh đấy, tùy nó kéo ha, tốc độ tùy chỉnh. Đấy, chúng ta đóng đấy, thì do chữ là nó chạy trên màn hình đấy, quý thầy cô thấy như vậy. Rồi thì tới đây thì quý thầy cô đã thiết lập được những cái quan trọng nhất cho một cái bài dạy quay video của mình rồi, và tùy thiết kế của quý thầy cô ha. Tiếp theo là đến phần thiết đặt. Thiết đặt này, thiết đặt bấm vào phần thiết đặt này. Thì quý thầy cô có thể chọn là đầu ra. Đây, quý thầy cô có thể chọn đầu ra cho cái video của mình, ví dụ như đầu ra đây là chọn là một cái đưa vào một tập tin. Đấy, chọn đường dẫn ở đây ha. Ở đây là chọn một OC này, video này. Đấy, thì cô có thể chọn đường dẫn tùy ý mình, thiết lập đường dẫn tùy ý của mình ha. Đấy. Hoặc là quý thầy cô có thể chọn đưa vào tập tin là quay trực tiếp lên YouTube. Đấy, chúng ta đưa vào kênh YouTube của chúng ta luôn, chứ không đưa vào tập tin của máy tính ha. Ở phần âm thanh thì quý thầy cô có thể chọn âm thanh máy tính để bàn âm thanh nào. Đấy, chúng ta bàn bao nhiêu cái mic chúng ta cắm vào thì đồng ý hết ha. Ở đây thì nó khi mà chúng ta thiết đặt xong ấy thì nó có sẽ rất có nhiều cái loa như này. Đấy, thì quý thầy cô chọn cái mic nào thì quý thầy cô tắt những cái mic còn lại. Ví dụ này Tuấn có nhiều mic ha. Mic chúng ta để cái mic này thôi thì chúng ta tắt những cái mic còn lại, tắt hết, tắt hết những cái mic này và chỉ chọn đúng một cái mic duy nhất thôi, để tránh hình tượng là nó sẽ có nhiều mic thu và cái âm thanh của mình bị tạp âm nhiều. Đó, quý thầy cô nhé. Rồi đấy là cái phần quay giấy của thầy cô ha. Chúc quý thầy cô thành công ha. Rồi từ qua giờ thì có một cái vấn đề là nảy sinh, đó là các bạn chưa có làm tốt được bài tập về phân bón. Thực ra thì nó rất là dễ, nhưng mà cũng khó khăn. Những bài phân bón thì điều kiện nó rất là dài dòng, nhưng mà để giải được nó thì cần ba yếu tố. Thứ nhất là các bạn phải tính những cái M lớn phân bón đúng phân tử khối. Thứ hai là các bạn phải nắm được công thức tính phần trăm khối lượng của một chất trong hỗn hợp, và điều kiện thứ ba là các bạn phải hiểu về độ dinh dưỡng của từng loại phân bón là gì ha. Ba yếu tố vậy thì rất là dễ thôi, không có gì khó khăn cả. Thì bắt đầu thầy sẽ trình bày câu một cho các bạn ha. Còn liên lý thuyết đọc lại phân bón thì thầy sẽ để ở cái phần mô tả để các bạn xem đọc lại ha. Chúng ta viết gọn gàng, đầu tiên ta có 400 g một loại phân bón ít này, thì trong phân bón ít này chứa nhiều chất và trong đó có NH1, amoni hydrophosphate à. Và đây yêu cầu là nó chỉ chứa a phần trăm cái muối này, a phần trăm khối lượng cái muối này, thì bạn phải tính cái khối lượng của cái muối này, và chúng ta sẽ lấy 400 g.